Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Quý khán thính giả biết, trong những ngày qua Tổng thống Volodymyr Zelensky của nước Ukraine bị áp lực ở trong và ở ngoài. Rất là nặng nề thì ông chơi một chiêu mới. Trước khi mà nói về chiêu mới này thì tôi xin tóm tắt tình hình về áp lực ở ngoài. Áp lực ở ngoài là từ bên phía nước Mỹ khi mà Quốc hội vừa mới thông qua ngân sách cho tới ngày 19 tháng 1 thì không có một xu các bạc nào yểm trợ cho Ukraine cả. Và Quốc hội của Mỹ cũng đã bàn tại sao không gửi cho Ukraine. Trong đó nhân sự là quan trọng vì nói rằng gửi qua thì Ukraine chi xài như thế nào không biết và hệ thống của Ukraine là một hệ thống thối nát tham nhũng. Trước khi mà Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách thì ở tại Brussels, Hội đồng Liên Âu cũng đã họp và các quốc gia ở trong Hội đồng Liên Âu quyết định là không thể nào gửi kịp những gì họ đã hứa với Ukraine nhất là về vấn đề vũ khí. Nghĩa là không hoàn toàn khước từ nhưng mà cũng để ở mờ. Vũ khí thì tới chậm. Điều này thể hiện thêm hai nước như là Ba Lan và Slovakia là phản đối kịch liệt. Ba Lan cho rằng Ukraine vô ơn với Ba Lan. Và tôi cũng đã làm những chương trình nói rằng nhiều ngàn, nhiều chục ngàn tài xế lái xe vận tải dùng chiếc xe vận tải của họ chặn đường biên giới ba con đường chính là vì họ muốn biểu tình bày tỏ quan điểm của họ khi mà ukraine vô ơn với họ như thế họ không muốn cho ngũ cốc của ukraine vào trong liên âu nữa slovakia thì dứt khoát không có ủng hộ ukraine mà lại đứng về phía nga còn hungary thủ tướng Orbán cũng phát biểu tương tự như thế nói rằng ukraine kiếm chuyện với nước hungary kiếm chuyện với ngân hàng của hungary thì ông sẽ không có ủng hộ với những áp lực ở bên phía ngoài đó thì tổng thống zelensky là phải đối diện với một áp lực ở trong nữa tướng tổng tham mưu trưởng của quân đội ukraine bất đồng với tổng thống zelensky rất nhiều và quốc hội của ukraine yêu cầu Tổng thống Zelensky phải giải trình những vấn đề như là làm thế nào có tài chánh để chi trả cho các quân nhân khi mà các quân nhân bây giờ mệt mã họ cho rằng họ không thể tiếp tục chiến đấu kiểu này. Thứ hai là có những quân nhân đã bị tử vong. Theo như lời của Tổng thống Putin nói sau khi mà Ukraine phản công, tổng phản công từ tháng 6 thì thương vong của Ukraine là khoảng chừng 90.000 binh sĩ. Những gia đình của Ukraine đang yêu cầu phải giải trình chuyện này. Thì Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa có giải trình nổi. Tiền tử túc cho những quân nhân đã tử vong đó như thế nào? Rồi chính Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cũng nói là chấm dứt chiến tranh. Bây giờ đã 70% rồi còn 30% nữa là đột ngột. Những áp lực đó lên Tổng thống Zelensky rất là nặng nề. Thì Tổng thống Zelensky được tờ Bloomberg ở Mỹ phỏng vấn. Ông mới nói rằng là Nga đang chơi chiêu thôi. Nga đang có kế hoạch ông gọi là kế hoạch maiden 3 kế hoạch maiden 3, là kế hoạch mà làm đảo chánh muốn đảo chánh ông đảo chánh ông tổng thống zelensky quý khán thính giả biết maiden là một công trường ở thủ đô kiev công trường này đã chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử của ukraine Năm 2004, người ta tới nơi đây biểu tình rất là đông. Và khi ấy thì nhờ những cuộc biểu tình như vậy, họ đã đưa một vị tổng thống mà thân Nga lúc đó lên là ông Viktor Yanukovych. Nhưng rồi 10 năm sau, cũng chính tại quảng trường này, maidan đó, lại có một cuộc đảo tránh hất tổng thống Viktor Yanukovych khỏi chức vụ tổng thống để rồi tổng thống Viktor Yanukovych lưu vong sang nga. Vì sao tổng thống Viktor Yanukovych là người thân nga? Nên uh, tổng thống Zelensky khi nói Maidan 3 thì ông ám chỉ là đã có hai cuộc trước đây, một cuộc biểu tình lớn năm 2004, một cuộc đảo chánh năm 2014 và ông ám chỉ miden tree tức là kế hoạch mà lật đổ ông đảo chánh ông ông nói rằng là tổng thống putin đứng đằng sau kế hoạch này thao túng các binh sĩ của ukraine để mà đảo chánh ông sau khi mà ông tuyên bố điều đó thì có một quân nhân cao cấp trong không quân của ukraine theo lời của tass bay qua bên nước nga xin tị nạn chuyện này là như thế nào nếu mà tổng thống putin có thể thao túng được quân đội của ukraine để làm đảo tránh thì rõ ràng quân đội của ukraine không có tuân lệnh theo tổng thống zelensky nữa chính phát biểu này của tổng thống zelensky cho thấy quân đội của ukraine đang tính có một kế hoạch gì đó Họ không hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, nên họ mới quay ngược trở lại. Và chính lời của Tổng thống Zelensky nói rằng là Tổng thống Putin đang chỉ đạo quân đội Ukraine để làm đảo tránh. Vậy thì rõ ràng Tổng thống Putin được lòng quân nhân của Ukraine chứ còn gì nữa. Lời phát biểu của tổng thống Zelensky là một lời rất mâu thuẫn. Vì là một vị tổng thống của người Ukraine mà không điều động được để rồi một vị tổng thống cường quốc đối thủ nước Nga đó, tổng thống Putin lại điều động được quân đội Ukraine là như thế nào? Nên ông nói chiến dịch Maidan 3 là muốn hất đổ ông là do nước Nga tôi cho rằng các binh sĩ của Ukraine, các vị tướng lãnh của Ukraine thấy rằng ông là một người không có khả năng là một anh hề để dẫn đưa nước Ukraine vào trong một cuộc chiến không cần thiết. Khiêu khích với nước Nga bị nước Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt làm cho nước Ukraine tan nát như thế thì họ không hài lòng nhất là sau cuộc tổng phản công tháng 6 đã đưa 90.000 quân sĩ của Ukraine bị tử vong. Nên quân đội Ukraine họ không muốn trở thành một con dê tế thần, một vật hy sinh không có đáng. Thì họ muốn làm đảo tránh. Họ muốn làm đảo tránh. Thì ông Zelensky muốn đổ thừa lên trên nước Nga, đổ thừa lên trên Tổng thống Putin. Chính sự đổ thừa như vậy mới cho chúng ta thấy sự mâu thuẫn ở trong nội bộ của quân đội Ukraine. Và vì như vậy nên Tass có loan tin một vị cao cấp ở trong không quân của nước Ukraine đã bay qua nước Nga xin tị nạn. Sau chiến trận ở Akvizhka đó vừa rồi, thì tình hình càng tệ hại cho Ukraine người ta nghĩ rằng các binh sĩ của ukraine đã rơi vào trong cái lòng chảo khó mà có đường ra thì uh, những binh sĩ đang chiến đấu đó họ cho rằng họ hy sinh một cách rất là vô ích không có kế hoạch gì hết thì họ bất mãn với tổng thống zelensky họ muốn làm đảo tránh hơn là chính tổng thống nga putin chỉ đạo chuyện này có kế hoạch chuyện này nếu mà có kế hoạch đi nữa thì cũng chẳng có gì lạ là tại vì ông zelensky quá tệ đi mà mà ông còn ngoan cố trong vấn đề đàm phán ông nói rằng muốn đàm phán thì nga phải rút hết quân đi rút quân luôn khỏi bán đảo crimea và rồi nước nga phải đền bù thiệt hại chiến tranh phải đền bù cho ukraine không biết bao nhiêu tỷ mà kể Nước Nga cười. Tổng thống Putin cho rằng ông này điên. Đưa ra một điều kiện không có thực tế chút nào hết. Chính điều kiện này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Guterres cũng đã nói rằng đây là một điều kiện paranoid, tức là hoang tưởng. Tổng thống Zelensky là một anh hề trên sân khấu chính trị bây giờ. Chính các quân nhân của Ukraine nhận ra điều đó và họ muốn đảo tránh ông để tìm một giải pháp an toàn hơn cho nước Ukraine. Thưa quý khán giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi, tôi cho rằng Tổng thống Zelensky đang múa máy trên sân khấu chính trị một cách rất là hề. Ông làm như là thế giới không biết gì về vấn đề chính trị cả. Chính sự múa máy quay cuồng đó của ông mới vạch cho người ta thấy quân đội Ukraine bất mãn với ông vô cùng có ai đời nào mình là một tổng thống của một nước mà lại nói rằng một tổng thống nước đối thủ lập kế hoạch dùng quân đội của mình để đảo chính mình chỉ có anh hề mới bị như vậy thôi hồi xưa việt nam cộng hòa lập kế hoạch đảo chánh lại chính là mỹ là đồng minh thì đúng hơn nhưng đây đó bảo lập kế hoạch đảo chánh là đối thủ chuyện đó anh đã hề bây giờ càng hè hơn. Đúng là anh hề chính trị. Sân khấu chính trị này dần dần chính các quân nhân của Ukraine nhìn ra và họ muốn cho anh hề Zelensky này xuống khỏi sân khấu. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.